Nam đi ra đây bắt cho con này. Đi đi. Đây là thú nhồi bông. Đây là cho Linh nhá. Này. Đấy, em có Linh có gì đấy. Này. Ơi. Lại thích kiểu mới này. Linh. Con hiêu con tổ. Linh có gì hả Linh? Đang cá ngựa. Con gì đấy? Đang cá ngựa. Con hiêu con tổ. Cốc có con gì ở sau lưng đấy? Đào. Đào. Ô, Linh có gì ở đây? Con gấu. Con gấu. Cốc ơi, cốc đeo cái này vào. Trong lúc con cá vào lưng, trông nó mới ngoài chứ. Nào, nhanh nào. Ngứa lưng không chịu được. Nào, các bạn nhé. Đấy, quay ra đây. Thôi, lại kéo xuống rồi.